có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Phúc đức đầy thân, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 được trời Phật yêu ái, chúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu sang sung sướng, đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và thành công. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, cuộc đời vốn là một chuyến hành trình dài đằng đẵng cả trăm năm. Mỗi con người chúng ta sống trên đời, hành trang đem theo là sự tích góp của việc thiện, của những thành quả mà chúng ta đã gieo trồng và hái gặt. Nợ đời hơn hết ở đây chí là sự nhân quả, triết lý nhân sinh cho con người ở trên cõi đời. Nhân chi sơ tính bản thiện, ai trong chúng ta bản chất đều mang thiện căn. Thế nhưng, để giữ vững tấm lòng trong sạch ấy, âu cũng là do ở suy nghĩ của con người, ta nợ cuộc đời quá nhiều nhân nghĩa, phải sống thật tốt, sống làm sao để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể thanh thản mỉm cười. Có bao giờ Nhâm Dần tự hỏi, tại sao có người khi vừa mới sinh ra đã được ở trong gia đình giàu sang, sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, nhà đẹp, xe sang, vàng bạc chẳng thiếu, nhưng cũng có những người mới lọt lòng đã sống trong cơ cực, bồn ba khốn khổ, nhưng làm mãi vẫn chưa giàu, đã vậy còn nợ nần chồng chất, bệnh tật triền miên mà không biết bao giờ mình mới hết khổ. Biết được điều này, mới đây các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông đã dày công luận giải chi tiết, lá số tử vi cho 12 con giáp và bất ngờ tiết lộ rằng trong thời gian 3 tháng tới, có người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 đã kinh qua bao đau khổ, nay được bể trên chứng giám mà ban cho nhiều may mắn, cùng cơ hội phát tài. Chỉ cần biết trước 3 điều này thì cuộc sống sẽ chuyển sang trang mới, đổi đời giàu có, đi đâu cũng gặp quý nhân, làm một lãi 10, tiền bạc ào ào đổ về két, mua nhà, tậu xe, khiến thiên hạ ai ai cũng thán phục. Vậy, vận trình chi tiết 3 tháng tới của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ ra sao? May mắn, giàu có cỡ nào, cơ may gì sẽ đến với bản mệnh? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết nhé! Thưa quý cô bác tuổi Nhâm Dần kính mến, cô bác biết đấy, trên con đường đời sẽ có rất nhiều lúc cô bác mệt mỏi, rất nhiều khi cô bác sợ hãi, lo lắng mình thua, bi quan mình thiệt. Sẽ có lúc người cô bác chân quý quay lưng lại, người cô bác tin tưởng phản bội lại chân thành cô bác trao. Thời thế không thuận, đối tác không hòa, khách hàng không thương, mà người giúp cô bác thì hơi ăn hại. Sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng như chống lại cô bác, ngăn cô bác đến với cái đích mà cô bác truy tìm. Tất cả những khó khăn đó hoàn toàn có thể dự đoán được. Ngay từ thời điểm mới bắt đầu chập chững bước vào đời hăng say, nhưng không vì thế mà cô bác bỏ cuộc, không thể vì thế mà cô bác ngại ngần. Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài, nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn. Vậy nên, đôi khi thay vì quá lo lắng, quá sợ sệt, hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn, một bước mạnh dạn và kiên tâm. Cô bác Nhâm Dần ạ, tôi biết cuộc sống này cơ bản là rất khổ, đường đời của cô bác cũng vất vả, khổ sở rất nhiều. Giờ đây đến độ tuổi này rồi, thì cũng chỉ mong muốn có được một cuộc sống bình dị như bao người, chẳng mong ông to bà lớn, tài khoản tiền tỷ, chỉ mong có thể không phải nợ nần ai, có một công việc ổn định, phù hợp với sức khỏe, tháng kiếm vài triệu đủ lo thân, rồi có tí chút để đề phòng khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật, con cái bớt gánh nặng. Thế nhưng ở đời, thị phi thì vẫn ở đó, cơ cực thì vẫn phải đối diện, bao lo toan cứ quanh quẩn mãi. Nhưng cô bác Nhâm Dần à, dù cô bác là ai đi chăng nữa, dù cô bác ở đâu đi chăng nữa, dù cô bác đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang khổ đau, đang chán nản, mỏi mệt hay đang kiên cường, bất khuất, cũng mong cô bác tìm thấy được chân lý của cuộc đời mình, sống một cuộc đời viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm. Vì giữa năm mới là khoảng thời thông thế thuận của bản mệnh, từ nay trở đi, Nhâm Dần bắt đầu vào vận tốt rồi sẽ được kéo dài đến hết năm 2024 đấy. Từ tháng 5 âm này trở đi cho đến hết năm 2024, sẽ là giai đoạn vàng cho sự ổn định cuộc đời của cô bác, bao gồm tài chính, sự nghiệp, tình cảm và con cái. Bản nháp dài dòng của cuộc đời cô bác sẽ khép lại sau tháng tư âm, nửa đời trước để trải nhân tình thế thái, lòng người ấm lạnh, nửa đời sau này hãy sống và làm những gì cô bác muốn, theo đuổi cuộc sống hoàn mỹ mà cô bác tìm, sống như một con hổ độc lập, mạnh mẽ, nhưng biết gặt những gì mình mong mỏi, truy cầu lên hàng đầu danh sách ưu tiên Nhâm Dần nhé. Chúc may mắn và có thể kiên tâm, kiên trì đến cùng. Xem tổng quan tử vi cho thấy, bước vào giai đoạn giữa năm, công việc của người tuổi Nhâm Dần tuy không quá áp lực,
Nhưng vì gặp nhiều trục trặc kỹ thuật khách quan mà phải mất nhiều công sức, thời gian để giải quyết. Tuy nhiên, những gì bỏ ra đều nhận về thành quả xứng đáng. Nhờ có Tả Phù và Nguyệt Mã Cát Tinh nâng đỡ, bản mệnh dễ dàng vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tất nhiên, ở đời không ai cho ai thứ gì. Mọi thứ cô bác đang có trong tay đều nhờ chính nỗ lực của bản thân. Nhâm Dần hoàn toàn có thể tự hào vì điều đó. Đặc biệt trong tháng 5, 6, 7 âm lịch tới đây, Nhâm Dần có các mối quan hệ xã giao hài hòa, có vai trò rất lớn. Nếu bản mệnh biết tận dụng sự ủng hộ của mọi người, coi trọng tinh thần tập thể, đảm bảo thành công đến càng dễ dàng và rực rỡ hơn. Về tài lộc trong tháng 5, 6, 7 âm lịch của người tuổi Nhâm Dần hầu như không có biến động lớn, mà dần đi vào ổn định theo chiều hướng tích cực hơn. Tuy nhiên trong 3 tháng này, không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại có thiên cầu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng đủ rủng rỉnh rồi, cô bác chớ nên liều lĩnh. Tháng 5 hơi vất vả, nhưng vận khí từ giữa tháng 6 sẽ dần ổn định cho đến hết tháng 7 âm. Những cô bác còn đang đi làm công ăn lương sẽ được lợi hơn các cô bác hành nghề tự do. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp đã có Nguyệt Mã và Tả Phù nâng đỡ. Hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thối chí, thì mãi nghèo đói chẳng thể ngóc đầu lên được. Lưu ý, theo quan niệm dân gian, tháng 5 âm lịch là tháng cửu độc, tháng 7 là tháng cô hồn. Cô bác cần nhất định phải thận trọng trong làm ăn hợp tác, kẻo rước họa vào thân, hao tài tốn của. Sức khỏe là phương diện mà người tuổi Nhâm Dần cần chú ý nhiều nhất trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch này. Bởi nguyệt lệnh lâm bệnh chủ về ốm đau, bệnh tật, lại có điếu khách mang tới trở lực, chuyện đau buồn, gây bất lợi cho sức khỏe cho cả cô bác và cả người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, thiên cầu hung tinh còn mang đến họa huyết quang, tai nạn xe cộ, té ngã bất ngờ, bệnh cũ tái phát. Vì vậy, tuổi Nhâm Dần làm cũng cần phải đề cao cảnh giác, nhất là những ai thường xuyên phải lái xe đường dài. Về phương diện tình cảm, gia đạo, người tuổi Nhâm Dần cũng luôn được sống trong bầu không khí hạnh phúc trong tháng này. Nửa kia của cô bác là người dịu dàng và thấu hiểu, nên bản mệnh luôn có thể thoải mái tâm sự mọi điều với đối phương. Người ấy vừa có thể giúp cô bác gỡ rối, vừa giúp cô bác có thêm động lực để tiến về phía trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhau nhiều hơn, đồng thời cùng hạ cái tôi của mình xuống nên mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xin mời quý vị chú ý theo dõi nhé. Đầu tiên là tử vi tuổi Nhâm Dần tháng 5 âm lịch. Người tuổi Nhâm Dần đón tháng 5 âm lịch với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Dưới tác động tích cực của tam hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui. Chỉ cần cô bác làm việc chăm chỉ, tâm huyết, đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Cô bác nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch thấy rằng, điều cần thiết nhất trong thời điểm này chỉ là thái độ kiên trì, bền bỉ, có vất vả, gian nan một chút mới có thành quả xứng đáng. Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi, nên được tiếp xúc với những cơ hội triển vọng. Khoảng thời gian này cô bác làm ăn tốt, khiến tiền đổ về trong túi đều đặn và có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, chớ nhẹ dạ cả tin mà nghe lời người khác, vừa kiếm được đồng tiền mồ hôi xương máu, lại đi đầu tư vào những hạng mục mạo hiểm, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như tránh tâm lý nóng vội, kẻo mất cả chỉ lẫn trải đấy nhé. Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực, quan hệ vợ chồng cô bác khăng khít, đôi bên dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến nhau, còn cái cũng gần gũi gia đình nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho cô bác, giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết. Quý nhân, Tị, Mão. Tiểu nhân, Mùi, Thìn. Màu sắc may mắn, đỏ, xanh lá. Tử vi tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 âm lịch. Về cơ bản, tháng 6 âm lịch là một tháng khá thuận lợi đối với người tuổi Nhâm Dần. Dưới sức ảnh hưởng tích cực của nguyệt lệnh lâm đế vượng, thêm Tả Phù hậu thuẫn, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội hiếm có, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Thời điểm này, người làm lãnh đạo thường nhận được nhiều sự kính trọng, ngưỡng mộ của cấp dưới. Bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn,
giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thậm chí tìm ra được hướng đi mới phù hợp. Người còn đang đi làm công ăn lương cũng có cơ hội để khẳng định điểm mạnh của mình với tập thể. Cô bác không nên e ngại, hãy mạnh dạn hơn trong việc thể hiện ý kiến cá nhân. Rất có thể cô bác sẽ khiến cho mọi người phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch, trên phương diện tài lộc, cô bác có thể được hưởng đãi ngộ cao, lương cũng cao nhờ những cống hiến cho công việc. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, thậm chí bản mệnh còn nhanh chóng tìm được những nguồn khách hàng, đối tác mới đầy triển vọng để có thể mở rộng làm ăn. Tuy nhiên, tiểu hao cho thấy, cô bác sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong các hoạt động xã giao hoặc cho các nhu cầu hàng ngày. Phương diện tình cảm có tốt, có xấu, tùy thuộc vào cách ứng xử của bản mệnh, các cặp vợ chồng có thể nhận được tin vui về con cái, nay càng ngày càng giỏi giang, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, hai người lại dễ tranh cãi vì những ý kiến bất đồng, nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy biết bao dung hơn và đừng chấp nhau từng ly từng tí, cũng đừng vì bực bội chuyện hàng xóm, chuyện ngoài xã hội mà trút lên đầu, lên cổ nhau, rồi ảnh hưởng đến tinh thần, giấc ngủ quý của cô bác. Theo dõi tử vi năm 2024, bước sang tháng 6 nguy cơ ốm yếu, bệnh tật tăng cao, sức khỏe của tuổi Nhâm Dần khó mà được như ý. Suốt quãng thời gian vừa qua, con giáp này đã mệt mỏi, căng thẳng quá nhiều, không được nghỉ ngơi tốt, áp lực dồn nén lâu ngày, sức khỏe bị bào mòn theo thời gian. Con giáp này kém ăn, kém ngủ, tinh thần sa sút, thể lực cũng sụt giảm, sức đề kháng yếu đi, tạo cơ hội cho bệnh tật vùng lên. Hãy chú ý để chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, đừng tiếc rẻ công việc, tiền bạc, bởi khi sức khỏe không có thì những thứ kia cũng chỉ là phù du. Quý nhân, thân, mão, tiểu nhân, tị, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Tử vi tuổi Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, gặp cục diện tương xung thái tuế, gây không ít khó khăn cho người tuổi Nhâm Dần trong tháng này. Vận trình đang lên thì giảm sút mạnh mẽ, điểm báo tiểu nhân quấy phá, gây trở ngại cho bản mệnh. Công việc đối diện nhiều trở ngại, áp lực nên thăng trầm bất ổn. Có những hạng mục tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng lại trục trặc giữa chừng, nên buộc phải tạm dừng do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Có thể nói trong tháng này, dấu hiệu cạnh tranh rất mạnh. Nếu cô bác không kiên trì tới cùng thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, may mắn tháng này có nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh. Dù nhiều áp lực, thị phi nhiễu nhương, nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá là vẫn có. Quan trọng là cô bác có biết nắm bắt kịp thời để mưu cầu đại sự hay không. Trong tháng, tuổi Nhâm Dần không có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị đại hao rình rập, tài vận giảm sút đáng kể. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui hoặc tiến hành ở quy mô nhỏ. Nếu đang có dự án dang dở, tránh tha mà thâm hụt. Nhắc nhở bản mệnh cũng cần phải cẩn thận với điểm báo tiểu nhân gây chuyện mờ ám, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tình hình kinh doanh, buôn bán không lý tưởng, sức cạnh tranh ngày càng mạnh, hàng hóa lưu thông trì trệ. Phương diện tình cảm trong tháng cũng gặp không ít vấn đề. Tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng vẫn chưa có cải thiện. Cả hai càng ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược, khiến tình hình thêm căng thẳng. Về sức khỏe, người tuổi Nhâm Dần hầu như không gặp vấn đề nào quá lớn, nhưng vì áp lực tinh thần nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống. Cô bác nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Ngoài ra, đi ra ngoài cần cẩn thận vì tháng cô hồn nên âm khí mạnh. Cô bác tránh đi cầu phà, sông nước hay đi đêm muộn một mình bằng xe cộ để đảm bảo an toàn. Quý nhân, tị, hợi. Tiểu nhân, thân, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Quý vị thân mến, tháng, năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm giờ, ngày, tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt. Người sinh nhằm giờ, ngày, tháng xấu thì số kiếp lận đận, long đong. Người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng nào thì có vận số tốt đẹp, vận trình hanh thông, công danh rộng mở. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi xem vận mệnh người tuổi Nhâm Dần xét theo tháng sinh âm lịch nhé. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng riêng. Trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến, xuân về, nên người tuổi Dần sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa, phú quý. Bản mệnh có số thăng quan, phát tài, thông minh, tài giỏi, ở trên vạn người,
không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở. Có thể nói, người cầm tinh con hổ mà sinh tháng riêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 2. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết Kinh Chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng. Họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu. Quả thực không thể có điều gì khiến cho người tuổi này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 3. Tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, chịu ơn mưa móc. Người tuổi Nhâm Dần được hưởng lộc đất trời nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, hoạn lộ hanh thông, trăm người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, sau từ tuổi trung niên thì thời điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm người bị kịp. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng này trời sinh thông minh, đĩnh ngộ, dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 4. Người tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng 4 âm lịch, xem tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, đùm bọc nhau nhiều trong cuộc sống, bản mệnh trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Vận mệnh tuổi Nhâm Dần sinh tháng 5. Là người văn võ song toàn, tự thân lập nên sự nghiệp vẻ vang, được mọi người khâm phục, có số phú quý. Tuổi Nhâm Dần sinh vào tháng này không nên quá cứng nhắc trong quan điểm và việc ứng xử, nếu dũng cảm xông pha, ắt làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh người sinh tháng 6. Tháng 6, những tuổi con hổ là người hào hiệp và trung thành, dù có tham vọng rất lớn, nhưng họ khó đạt được thành tựu vì không có quý nhân phù trợ và thiếu tiền. Nhìn chung, những người tuổi Nhâm Dần tháng 6 trải qua nhiều khúc mắc và ít khi vươn lên trong cuộc sống, cần phải có niềm tin tích cực, lạc quan hơn thì sẽ có nhiều may mắn đến với mình. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 7. Tháng 7, những con hổ có bản lĩnh kiên cường, bất khuất, họ sẽ vì cô bác mà vượt qua lửa, vì nước, do tài sản của tổ tiên có hạn, họ gặp khó khăn trong những năm đầu đời và vươn lên thành công vào tuổi trung niên, với sự kiên trì và tinh thần. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 8. Nhâm Dần sinh tháng 8 là người thông minh, nhanh trí, tháo vát và tài giỏi đến không ngờ. Ngoài ra, họ có tầm nhìn xa và hiểu biết tốt, giành được sự tôn trọng của công chúng và trở nên nổi tiếng khắp mọi nơi. Tài sản của tổ tiên có hạn, người tuổi Nhâm Dần tháng 8 phải dựa vào trí tuệ và sự khôn ngoan của chính mình để phát triển. May mắn được quý nhân phù trợ, có thể biến tai ương thành hòa hợp, từng bước làm ăn phát đạt. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 9. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 9 thông minh, nhanh nhẹn và tài giỏi, nhưng lại nghiên cứu máy móc và có thái độ không thực tế, với tính độc lập kém, họ có một phong thái thánh thiện hơn cô bác, siêu hòa đồng và miễn cưỡng làm một cái gì đó một cách độc lập, do đó, họ hay bị người khác cự tuyệt và ít khi được người khác giúp đỡ, không thể hiện được tài năng, nếu họ có thể tự lập và chịu khó, họ sẽ có thể phát huy hết khả năng của mình. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 10. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 10 có xu hướng sống một cuộc sống mệt mỏi và không thể đạt được thành tựu. Họ thông minh, trung thành với bạn bè và ôn hòa, cư xử tao nhã. Với những điều không may mắn, họ khó có thể tự mình thành công và phải chia sẻ để phát triển tốt hơn. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 11. Sinh tháng 11, những chú hổ có xu hướng trải qua nhiều khó khăn và ít nhận được sự hỗ trợ trong suốt cuộc đời, vội vã cho cả cuộc đời. Họ chẳng làm nên điều gì to tát mà sống không lo nghĩ, tính cách lập dị, họ không giỏi đoàn kết với mọi người, thích ở một mình, khó được thành công và có mối quan hệ gia đình khá phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần sinh tháng 12. Tuổi Nhâm Dần sinh tháng 12, trải qua một cuộc sống thường ngày với nhiều thất bại và khó có thể nổi bật, họ dễ bị đóng khung bởi những nhân vật phản diện và không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Do đó, thường thất vọng trong công việc, để làm nên chính nghĩa, họ cần cư xử thận trọng, đoàn kết đồng nghiệp và kết bạn nhiều hơn để vượng vận quý nhân. Nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội để phát triển tài năng, may ra sẽ đạt được ước nguyện,
có sự nghiệp công danh thăng tiến. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, không một ai lại không muốn cuộc sống của mình được hạnh phúc, nhưng không phải cứ điều gì mình muốn đều thực hiện được. Vì vậy, câu nói vạn sự tùy duyên thường được người ta sử dụng như một câu cửa miệng, không biết chữ duyên có sức mạnh như thế nào mà có thể quyết định được tất cả mọi việc. Tùy duyên được hiểu theo nghĩa là sự chấp thuận làm theo không oán thán, trách móc hay oán trách bất cứ điều gì. Tuy nhiên, để làm được những điều này thì mấy ai trên đời có thể làm được, chỉ có đạt đến cảnh giới về tư tưởng như Đức Phật thì mới có thể thấu hiểu hết và làm theo được câu nói vạn sự tùy duyên. Trong chữ tùy duyên được hiểu theo hai hướng là hướng tích cực và hướng tiêu cực. Hướng tích cực chính là dùng tấm lòng của mình để đi làm việc thiện, không dùng lòng sân si, đố kỵ của mình để nắm giữ cơ duyên. Còn theo hướng tiêu cực được hiểu là sự phó thác, ỷ lại vào số phận, không biết vươn lên thì đó chính là tùy duyên theo hướng tiêu cực. Cũng giống như trong tình yêu, nếu như chúng ta thích một người, dù có làm cách nào đi chăng nữa, trong hạn mức quy định người đó cũng không yêu mình thì nên buông bỏ. Điều này chứng tỏ mình và người đó không có duyên với nhau. Còn nếu cứ tiếp tục làm quá lên gọi là ép duyên, thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở về con số không và còn khiến cho chính bản thân mình đau khổ hơn. Tóm lại, hai chữ tùy duyên là sự nắm bắt cơ hội, biết cách cư xử thuận theo tự nhiên, đừng nên làm quá mọi việc lên, bởi trong cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng, phải có chút ngọt, bùi, đắng, cay thì mới làm cuộc sống thêm phong phú. Nếu một việc chưa thuận thì một lúc nào đó duyên sẽ đến, ở đây là đợi thời cơ chứ không phải là ỷ mặc vào số phận. Câu cửa miệng là vạn sự tùy duyên, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm theo được, bởi vì trong lòng của mỗi con người cũng có một thứ gì đó gọi là lòng tham, lòng sân si và đố kỵ. Chính vì vậy, để có thể làm theo được những lời nói ra, thì hãy tập cách sống chân thành, mọi thứ nên để thuận theo tự nhiên, một lòng hướng thiện thì mọi việc sẽ được hanh thông. Để làm được như vậy, thì đừng quên ghi nhớ những điều dưới đây. Trong quan hệ giữa con người với con người, có thể có lúc xa, cũng có thể có những lúc gần nhau, tình cảm có lúc mặn nồng, cũng có lúc phai nhạt. Trong công việc cũng vậy, cũng có những lúc đơn giản và cũng có những lúc vô cùng phức tạp. Chính vì thế, đừng mong một cái gì đó luôn hoàn hảo, đừng bắt mọi người phải đối xử tốt với mình, cũng đừng mong người khác phải thấu hiểu mình, hãy sống sao cho đúng để họ phải nể phục mình. Xã hội có biết bao nhiêu loại người, đâu ai có thể đếm xuể, có những người nói ít làm nhiều, nói nhiều làm ít và cũng có kẻ chỉ biết khua chân múa tay, không biết làm gì. Nhưng những điều ấy đừng nên quan tâm, hãy cứ sống tốt và làm tròn bổn phận đối với cuộc đời của chính bản thân mình. Trong cuộc sống, có những chuyện vô cùng dễ cho vào quên lãng, có những điều tưởng chừng như hằn sâu, nhưng vừa khóc có thể quên ngay, vừa giận hờn nhưng rồi lại làm hòa. Hãy sống theo cách đơn giản, đừng bao giờ phải đau đầu và suy nghĩ vào một việc quá lâu, gây hao tổn sức khỏe và tuổi thanh xuân của chính mình. Trên đời, có những chuyện tưởng chừng rất nghiêm trọng, có những nỗi đau dường như không thể xóa nhòa. Hãy cứ để thời gian trôi đi để xoa dịu những điều đó. Thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất đối với mỗi con người. Hãy tùy duyên, lạc quan lên để sống, đừng để những nỗi đau làm khổ chính mình. Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng phải có lần từng trải qua những giây phút tuyệt vọng nhất. Có những người thường lựa chọn đến những điều như kết liễu cuộc đời mình. Điều đó thật ngốc nghếch và quá có lỗi đối với những bậc sinh thành. Những lúc khó khăn hãy nghĩ rằng còn có ngày mai, vẫn còn có thời gian để sửa chữa được lỗi lầm. Mọi việc đều có thể giải quyết. Hãy tin vào câu nói, ông trời sẽ không triệt đường sống của ai bao giờ. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng nên học cách đừng bận tâm đến quá nhiều việc, bởi không phải chuyện gì cứ bận tâm là có thể giải quyết được. Hãy tập cách sống sao cho thật bình thản. Cái gì nên buông thì buông, cái gì nên nắm bắt thì nắm chặt. Giống như ý của câu vạn sự tùy duyên, con người là sinh linh tham lam nhất trên thế giới này. Chính vì vậy, đừng quá đam mê vào bất cứ cái gì, chỉ nên làm vừa phải. Trong cuộc sống, cũng đừng nên tuyệt tình quá đến khi nhìn lại sẽ cảm thấy day dứt và có lỗi. Đây gọi là không có đường lui. Chính vì vậy, hãy sống sao để cho chúng ta khi quay đầu lại vẫn còn có con đường để đi, chứ đừng để quay lại chỉ còn một bức tường ngăn kín. Hãy học cách sống vạn sự tùy duyên, để có một cuộc sống thanh thản hơn, không phải phiền muộn và âu lo. Mọi việc trong cuộc sống đừng quá ép buộc, chỉ nên cố gắng nỗ lực và thêm vào đó là chữ duyên, thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vâng, quý vị thân mến, video đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.